Tính đến thời điểm mà tôi làm video này thì bão số 3 Iagi đang đổ bộ tại miền Bắc, nhưng mà lúc video này được lên sóng thì chắc mọi người cũng an toàn quay lại với công việc hàng ngày rồi. Hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em một người bạn cũng làm YouTube mà tôi quen qua mạng xã hội. Dạo này thấy kênh ông đó mất đề xuất mà chất lượng video thì cải thiện, nên tôi muốn cho một số anh em biết đến sự hiện diện của một sức mạnh tinh thần tuyệt đỉnh. Vào một video tôi có nói về mấy bọn yêu nhau bậy bạ trên TikTok thì ông Nguyên đã bình luận rằng tôi xài văn mẫu, nhưng không ngờ gặp phải thằng học dở văn đã phản pháo với câu là văn của mình thế nào. Ông Nguyên ổng xin info của tôi để bàn một thứ gì đó mà anh em biết tôi rồi, ai xin kết bạn tôi cũng khá vui, nhất là mấy bạn nữ tôi càng vui hơn. Sau mấy dòng tin nhắn chào hỏi thân thương của hai thằng con trai thì Nguyên có bàn một số nội dung làm video nhưng mà không cùng chung tiếng nói, nên chuyển qua định làm nội dung về anime mà Nguyên gặp phải thằng chỉ xem giam cam và chờ phim năm 2024 ra hết mới xem, nên cuộc trò chuyện sau đó cũng mau chóng kết thúc rồi tôi đi xem kê yêu giáp. Làm sai mà không trách, thà lòng nát cả thông vắt sông rách, là phong cách sống nhà đông khách, trà trong tắt và trà bông phách. Để mà nói thì kênh ông Nguyên thành công ngoài sức mong đợi, chỉ với thời gian ngắn lập và đăng video thì kênh giờ sắp đạt đến 300 người đăng ký rồi. Lúc trước kênh của Nguyên không phải tên hiện tại, nhưng sau khi qua video chia tay người yêu thì thanh niên đổi tên lẫn ID kênh. Mục đích làm video cũng rất rõ ràng, để quay lại từng ngày cải thiện bản thân cũng như về vlog đời thường của bản thân. Theo tôi nghĩ thì Nguyên có thể làm tất cả các khâu từ quay dựng video đến edit, nhưng thứ hay nhất vẫn là kênh ra video rất đều đặn, còn tôi thì lời bỏ con cộng thêm việc ngồi chờ bạn gái thuê ra mùa 4. Tôi phải nói rằng khá là ít người truyền cho tôi được nguồn động lực như ông Nguyên, nhờ xem vài video mà từ một thằng 7 giờ sáng mới dậy thì cứ 5 giờ là bật dậy lên tầng thượng nhảy dây tập thể dục buổi sáng luôn. Cái điểm hay của kênh Nguyên là về cải thiện cuộc sống, và thực sự nhìn thấy được sự cải thiện rõ rệt đó. Không phải ai cũng kiên trì với điều đó, từ những video mắc một số lỗi về việc nhìn thẳng vào camera thì giờ đã khắc phục một cách ok luôn nhờ xem video. Mà tôi cũng cải thiện phần dậy sớm, nhưng mà môn văn tôi vẫn như cái quần què. Ông nào có nhu cầu kiếm kênh của Nguyên thì link ở phần mô tả qua tham khảo. Nếu mà thay đổi được cái nào thì quay lại kênh tôi kể tôi nghe với, để tôi còn biết. Mọi người cố gắng đến đầu tính ra cải thiện việc dậy sớm chăm chỉ. Mà bữa trước lớp tôi lao động mà tôi trốn ngồi chơi Free Fire rồi bị thầy bắt được. Theo như tôi được biết thì Nguyên năm nay phải thi vào 10 và tôi cũng vậy, nên tôi mới có bài đăng ở tab cộng đồng. Không biết vào năm Nguyên có còn giữ được sự chăm chỉ khi ra video không, chứ tôi đi học về là cứ đi ngủ mà mơ thấy cái gì xàm xí, không có lần mơ thấy hai con chuột túi đánh nhau. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với trận kickboxing siêu kinh điển giữa hai võ sĩ Mohamed Đề Cao và Mai Tai Đạt G. Qua một số video đầu cũng như là video chơi game có người yêu thì tôi mới thấy được sự overthinking đạt lên tột đỉnh. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến video đầu tiên thì cái thumbnail khá clickbait, mà thôi bỏ qua. Thứ khiến tôi thấy video là không hay nằm ở việc ông Nguyên bảo rằng ông ấy là một thằng đáy xã hội trong khi Trịnh Trần Phương Tướng đang ở đó. View ảnh minh họa này có vẻ khá là sai, nhìn mặt ông Nguyên đẹp trai thế này mà bảo như cái thần đằng này thì nó hơi quá. Ai cũng hiểu rằng trải qua một mối tình thì cũng có vẻ buồn, nhưng lại bảo bản thân chết tiệt là một nước đi không hay ho gì. Tôi nghĩ nếu mà đánh giá video thứ nhất của Nguyên thì chắc chắn phải dành ra rất nhiều thời gian lẫn một video riêng để mà feedback, nên chúng ta chuyển luôn qua video có được người yêu. Hàm đoạn đầu khá ổn khi show dòng tin nhắn bộc lộ hết cảm xúc chân thành của mình, như thế là đã hơn tôi rất nhiều. Một thằng thích một cô gái gần 5 năm chưa dám mở mồm nói gì, nhưng mà sau đó thì có một nước đi mà không ai ngờ đến là thanh niên bị overthinking một đoạn dài vãi cả lúa, mà đến não tôi còn phải lốt khi xem đoạn này. Tôi nghĩ Nguyên nên giảm việc overthinking lại vì nó quá là hài. Đây là lời khuyên hữu ích nhất mà tôi nói trong video này. Và việc yêu mà không đặt niềm tin vào đối phương thì nó sẽ diễn ra tệ hại như nào? Tôi nghĩ một người đã trải qua một mối tình sẽ hiểu hơn là cái thằng suốt ngày xem anime giam cầm như tôi chứ. Cộng thêm việc tôi thấy có một số lúc như Nguyên có nói về việc bị bắt nạt nhỉ, tôi không dành về chuyện này vì một đứa ở chung một người ở Bắc thì việc nắm được tình hình ở trường lớp là một điều gì đó khó khăn. Ông Nguyên là người đã bảo có gì thì cứ tâm sự với nhau mà lại không nói chuyện với tôi. Nếu mà ông thấy được video này thì cứ yên tâm mà nói chuyện với tôi. Vì việc khinh thường bất kỳ ai thì tôi không có yên bạn trông chờ gì ở một thằng ship lò như tôi nào. Kiểu của tôi là rất mạnh trong việc thể hiện rằng bố mày là một thằng uibu, nhưng bố mày học rất giỏi môn toán tin các kiểu, ai trong lớp hay trong trường đều biết tôi là uibu qua việc để FSA làm xì lai thuyết trình bơ le bơ la mọi thứ đều liên quan đến anime. Mày chết Mày chết thoát được là con dài mách mẹ.
Tổng kết của video này có thể từ nãy đến giờ bạn béo hiểu tôi nói cái gì, vì thực sự thằng kém văn sắp xếp bố cục rất lùng cùng nên mong mọi người thông cảm. Nếu đánh giá kênh Nguyên thì là nên xem để biết cách cải thiện bản thân, và một điểm cộng cho Nguyên là mạnh dạn dám lộ mặt ngay từ những video đầu tiên. Điểm trừ thì nãy tôi đã nói phần trước, còn thêm một số thứ nữa là nên cải thiện phần thumbnail một tí nha Nguyên, vì thực sự thum khá khó nhận diện ấy, cố gắng làm cho có chất riêng lẫn dễ thu hút người xem, và việc nên thêm nhiều thứ giữ chân người xem như những yếu tố hài hước. Còn tôi là một thằng hài nhạt nên cũng chẳng biết nên cho ông cái lời khuyên nào hay nữa. Hoài mệt quá đi ngủ đây, anh em chúc Nguyên vẫn tiếp tục công việc, còn tôi chuẩn đây hẹn anh em ở video tiếp theo để nghe tôi nói những thứ xàm xí. Bởi vì sao em khó khăn.